Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vào đêm ngày hôm qua mùng 6 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về trường hợp dương tính với COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội và thứ 17 tại Việt Nam. Trả lời báo chí sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông đã nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân tên NHN. Ông Trung chia sẻ, tôi là người trực tiếp trao đổi với cô N và tôi tin rằng bệnh nhân này sau khi từ Nội Bài trở về đã ở tại địa chỉ nhà riêng tại phường Trúc Bạch từ sáng ngày 2 tháng 3. Đến 14 giờ ngày 5 tháng 3, lái xe đã chở cô này đến bệnh viện Hồng Ngọc. Sau đó, Bệnh viện Dịch tễ Trung ương đã tiếp nhận người này vào 17 giờ ngày 5 tháng 3. Chủ tịch thành phố cho biết, cửa hàng Uniqlo ở Hà Nội khai trương vào 18 giờ ngày 5 tháng 3 thì không thể có chuyện người này tham dự được. Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã rộ lên thông tin bệnh nhân NHN trước khi bị đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với COVID-19 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Nghi vấn này xảy ra do người dùng mạng liên tục chia sẻ các bức ảnh được cho là của N chụp tại buổi khai trương cửa hàng Uniqlo hôm 5 tháng 3. Bên cạnh đó cũng có nhiều thông tin và hình ảnh cho rằng chị NHN đã đến và tham dự tại một quán bar đông người trên con phố Tạ Hiện. Tuy nhiên thì ngay lập tức quán bar này đã khẳng định nữ bệnh nhân NHN kể từ khi về nước chưa từng đến đây. Những bức ảnh được lan truyền là hoàn toàn vô căn cứ. Vào 22 giờ ngày hôm qua mùng 6 tháng 3, Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn về dịch COVID-19. Tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cơ sở ngành. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận một trường hợp ở Hà Nội dương tính với COVID-19 tên NHN, 26 tuổi, làm quản lý khách sạn ở đường Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Mọi thông tin tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của SNews. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe SNews nhé!